Kênh Đẩy Lùi Bệnh Tật xin mến chào quý vị bà con cô bác lại đến với chương trình. Bữa nay em xin trình bày về bệnh sáng sơ mít và cách phòng chống. Thì cái hình đó bà con thấy không, rất là kinh khủng. Thấy cái dấu giống con mắt không? Thật ra cái chỗ này quý vị thấy không, không phải là cái mắt nha, cái chỗ này nó thường là có bốn cái. Đây là cái chỗ mà nó sẽ bấu vào thành ruột của mình. Còn cái mũi tên đỏ này là cái chỗ mà nó sẽ hút dinh dưỡng của mình. Và người nó rất là dài, vì sao bỏ vào cái chén đâu, vì thấy thường một cái chén nhiều nhìn vậy thôi, nhưng mà nó rất là dài nha, nó tới 2 đến 4 mét á. Tại thường nó mỏng dính rồi nên người ta hay gọi là sáng sơ mít, nó giống như cái mít hay là giống cuộn băng keo á, nó rất mỏng. Chính vì thế mà nó nằm trong ruột mình 2 đến 4 mét và vẫn nằm trong ruột mình cách ngon bình thường, nằm đó mà hút dinh dưỡng của mình. Mời quý vị theo em. Thì cái bệnh này á, nó bắt đầu từ khi nào? Cái dòng đời nó ngộ lắm. Bắt đầu từ con người của mình. Có thể là mình ăn cái thịt heo mà nó bị nhiễm sáng, mà nấu không kỹ á, là nó sẽ mình bị nhiễm. Và sau đó cái giun sáng này á, nó sẽ phát triển trong cái ruột non của mình á. Rồi sau đó những cái khúc mà nhỏ nhỏ này em nói, nó gọi là prolactic, nó sẽ trưởng thành, nó có trứng trong đó, rồi sau đó nó tách rời ra khỏi cái cơ thể của con sáng đó và nó lại đi thải ra ngoài cơ thể con người, phải không? Rồi heo nó ăn vô nó lại nhiễm, rồi người lại sau đó lại ăn thịt heo, cái dòng nó cứ lẫn quẩn vậy riết, cho nên rất nguy hiểm. Nhưng đừng lo, cứ theo em mình sẽ có cách phòng chống cái anh sáng sơ mít này. Đây, quý vị thấy không? Bốn cái cục này đây là cái chỗ mà nó bấu vô cái thành ruột mình á. Tại sao nó cần cho bốn cái nên nó bấu chặt trong đó, và sau đó nó dùng cái mỏ của nó hút dinh dưỡng của mình. Cái gì theo sướng quá mà, muốn bấu một cái bấu là đủ chết, này cho bốn cái cho nó bấu đâu ra mà nằm đó mà ăn không à. Sướng quá, sướng luôn đó. Cái gì theo không, mỗi một cái châu lục nó có khác nhau. Đây là của con sáng sơ mít ở trong bò, này là con heo, ở này là bên phía Việt Nam của mình ở châu Á đó. Hiểu cái gì nhớ cho em là con sáng sơ mít này nó có 3 giai đoạn trong cái dòng đời của nó. Mình nói hôm nay giai đoạn chính thì giai đoạn gọi là ấu trùng đó, là sơ sinh đó. Sau đó giai đoạn vị thành niên mà khi trưởng thành là 2 đến 4 mét. Đây là cái hình của nó đây, nãy mình nói nó thường là có bốn cái sắc cờ ở cái chỗ nó bấu vô cái ruột của mình, và cái đầu nó hút dinh dưỡng, và cái đây là cái thân của nó rất là dài. Mỗi một cái đốt này nó có thể tách ra, nó có trứng trong đó, rồi nó có thể tách ra và nó đi ra khỏi bằng cái đường tiêu hóa, rồi sau đó nó tiết ra cho từ người có thể qua heo ăn, rồi sau đó người lại ăn heo, nó cứ quay quẩn cái lòng quẩn như vậy. Như nãy em có nói á, cái con sáng sơ mít này á, là nó thường nó hơi dài đến 2 đến 4 mét lận nha, rất là dài. Và lịch sử của sáng sơ mít này có thể nói là từ khi thấy có người có sáng là đã có sáng sơ mít rồi, nó rất là lâu đời rồi. Đây là cái hình cũng rất là ghê gớm mà quý vị thấy không, những cái chỗ mà trắng trắng vậy đó, đó là cái hình của con sáng sơ mít ở cái tuổi vị thành niên. Những cái cục này nó sẽ biến thành con sáng sơ mít lớn đó. Vậy là nó mà nó phát triển ra nó hút cơ thể mình, làm sao mình chịu nổi, và biết không, sợ nhất là nó vô mắt của mình và não của mình. Đây là những hình là cái gì theo, nó lên tới não luôn rồi, khắp cơ thể của mình. Trường hợp của bệnh nhân này rất là nặng nha. Và thường sáng sơ mít nó tiệt nó ở đâu nhất, nó ở Việt Nam mình ngay chỗ này, với Hương thân yêu mình cũng rất là có à. Đỏ là tỷ lệ rất là cao, Trung Quốc nữa, rồi một số phần lớn nước ở châu Phi và châu Mỹ Latin mà phía Nam, phía dưới đó nha. Còn đây là Mỹ với Canada thì ít. Đây là một cái hình mà quý vị thấy không, cái gớm không? Đây là cái chỗ mà con sáng sơ mít mà ở tuổi vị thành niên á, nó sẽ phát triển thành những con lớn đó, trong cái cơ bắp của mình nè. Và sợ nhất là nó lên não á. Thì lý do là sao? Tại khi nó là cái ấu trùng, nó sẽ
phá cái thành ruột của mình đi, rồi nó chui vô máu rồi nó đi khắp cơ thể luôn, có thể nó lên đến mắt hoặc là não, mà sợ là lên não lắm nha, hoặc là tim á, lên não là có thể gây bệnh động kinh, mắt thì có thể ảnh hưởng tới thị giác, rất là nguy hiểm. Đây là cái đoạn video để chia sẻ cho mọi người từ cái kinh Animal Planet nha. Cái video này mình không có tạo mà mới cho uy tín cho tác giả là Animal Planet. Đó, gì thấy không? Con heo nó bị nhiễm sáng trong cơ thể nó, là mình ăn nó vô ruột mình nó sẽ phát triển. Cái gì cái đầu gớm không? Đầu nó mà nó bấu vô ruột mình là nó phát triển và tiếp tục sinh sản, phân hủy ra là cho heo ăn. Là heo ăn là người đã nấu thịt heo mà không chín lại bị tiếp, thì cái vòng lẫn quẩn cứ thế mà tiếp tục. Thì quý vị nhớ cho em á, thường á một người bị nhiễm một con sáng sinh mít thôi, mà con sáng sinh mít này nó có thể ở trong ruột mình tới 30 năm, nhưng đôi khi á nó cũng có thể hơn một con sáng sinh mít trong ruột của một người. Cứ nghĩ đi, một con là hút dinh dưỡng mình là đủ mệt, thì nói chi mà tới 2-3 con nó hút. Và cái trường hợp mà sáng mà nó đi tới não bộ của mình á, và là rất nguy hiểm nha. Và cái đó nó có thể xảy ra từ bất cứ lúc nào, từ 1 đến 9 năm. Cách phòng chống là cái gì phải nhớ cho em là phải rửa tay thật kỹ, và đặc biệt ăn uống đồ là phải nấu chín nha. Tại mình nấu không chín nó vô là nó phát triển trong cơ thể mình đó. Và hạn chế ăn mấy cái đồ như sushi đó, cá nó cũng có loại sáng cá nữa nha, cho nên phải cẩn thận. Và những cái triệu chứng của người bị nhiễm sáng là sao? Đau bụng, buồn nôn, giảm cân hay mệt mỏi. Tại mình bị mất dinh dưỡng á, rất là mệt mỏi. Nếu mình không trị là có thể những gây biến chứng như là nó động kinh, để nó tấn công mình não mình là nó gây động kinh, thị lực, máu rất là nguy hiểm. Tiếp theo là làm sao mình biết bị bệnh, thì bác sĩ có thể thử cái phân của quý vị, thử máu của quý vị, hoặc là họ nhìn trên cái cơ thể mình, da dẻ, thậm chí họ nhìn thấy những cái ấu trùng ở trong cái da của mình luôn là họ biết. Đây. Con này một lần nữa nó rất lợi hại, mình quý vị cứ nghĩ nó giống như một cái ống vậy, một cái ống thông suốt vậy, cứ ăn là sinh nở lại, đẻ phát triển lại đi lây nhiễm nữa. Chính vì thế mà người và sáng không thể nào là bạn được, chỉ có thể là thù. Thì mình trị bệnh của dung sáng bằng cách nào? Vì vậy nhớ cho em là sáng mà nó vô cơ thể mình, đặc biệt là khi những cái ấu trùng hay là những cái cơ thể vị thành niên mà nó chết thì cơ thể mình nó sẽ phản ứng làm cho viêm, sưng viêm trong cơ thể. Tiếp theo thì mình phải uống corticosteroid để mà giảm cái viêm tấy đó. Và khi mình nó lên tới não nó sẽ khởi tạo động kinh, thì mình cần thuốc động kinh là carbamazepine and phenytoin. Và nhờ một số trường hợp là bác sĩ phải phẫu thuật, phải vô mình gấp nó ra. Và kế tiếp là mình có thể dùng thuốc uống để mình diệt nó. Thì mình xin đưa hai cái anh mà phổ biến dùng ở đây. Anh thứ nhất là anh albendazole. Cái anh này là nó tấn công cái con sáng sinh mít này bằng cách sao? Nó cắt cái nguồn năng lượng, và nó làm cho con sáng này nó bị không chuyển động được, và nó chết luôn, cơ thể mình phân hủy luôn. Và anh thứ hai, cái anh này là một cũng hay được dùng ở đây, được gọi là praziquantel. Cái anh này là nó làm cho sao? Làm cho con sáng sinh mít này nó co cơ lại, nó bị tê liệt đi. Thì bốn cái máu nãy mình nói nó sẽ bị, nó không còn máu được, thì nó, sau đó thì bị rớt ra cái hạch của mình ra, thì nó sẽ heo phân ra ngoài. Thì cái trường hợp này một số người mà cảm thấy sau khi uống thuốc sổ mà nó heo phân ra là thấy con sáng dài là rất là ghê, là cái trường hợp đó đó. Cho nên quý vị nhớ cho em là phải rửa tay, phải nấu chín. Đây là một cái hình em muốn nói là gì, theo một hình sáng xe buýt này rất là dài, rất là dài. Còn đây là cái anh này, đâu có gì thấy những anh có những cái con sáng mà còn bị tình điên nó khắp cơ thể luôn nè. Trường hợp này rất nặng nè, phải chữa trị đó, không là mệt mỏi lắm đó. Thì bữa nay chỉ có nói đơn giản này thôi. Xin quý vị nhớ bấm
like, chia sẻ kênh cho nhiều người cùng coi, ủng hộ để giúp cho cộng đồng chúng ta hiểu biết về bệnh thêm và phòng chống bệnh để có sức khỏe là vàng, có vàng là có tất cả. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp ở lần sau. Em đánh chào.